Sông Lô, một trong những dòng sông lớn chảy qua địa phận tỉnh Vĩnh Phúc, đã để lại nhiều dấu tích đặc trưng của vùng văn hóa sông nước. Đó là những di tích lịch sử, văn hóa, những làng nghề truyền thống cùng những phong tục tập quán tốt đẹp. Ngày hôm nay, hãy cùng với Quỳnh Anh khám phá mảnh đất Đức Bác ven dòng Lô Giang huyền thoại này nhé! Đức Bác bây giờ, Đức Liệp, Kẻ Lép ngày xưa là một vùng đất nằm ở ven sông Lô có địa hình đa dạng, gồm gò, đồi, ruộng, đầm và bờ bãi, rất thuận lợi cho việc sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và các ngành nghề dịch vụ khác. Đức Bác thì được thiên nhiên ưu đãi là có cái dòng sông Lô, tức hàng năm là nước lũ về họ bồi đắp ở bên dòng sông Lô rất nhiều là phù sa, thì ở đó là hình thành một nền nông nghiệp. Đấy, họ ở đấy là họ trồng ngô, trồng khoai. Đấy. Còn bên trong này thì là vùng chiêm trũng, thì họ sản xuất nông nghiệp thuần túy. Đấy. Cho mãi đến ngày nay thì họ mới phát triển, họ chuyển ngành chuyển nghề thì trở thành là hàng xứ Bát Tràng và nghề làm hoa cây cảnh như ngày hôm nay. Ngôi chùa Trương Thanh thuộc làng Khoái nằm trên đỉnh một ngọn đồi, phía trước là hồ nước trong xanh. Lịch sử của ngôi chùa cũng rất đặc biệt, giống như cái tên của nó vậy. Chuông Thanh Tự, một cái tên rất là đặc biệt, chắc hẳn là lịch sử của ngôi chùa này cũng rất là đặc biệt đúng không bác? Ngôi chùa này do trước đây giữa Đức Bác và Cao Phong, họ xảy ra một cái tranh chấp về dân sự nào đó. Thế thì đưa đến quan họ xử, thì quan mới xử là nếu như mà xử bên nào thua thì phải mất cái đất ấy cho giả cái làng kia. Thế thì quan mới xử là ở bên ngoài 8 mẫu kia là họ ném 100 lần quả bồng, thì họ lấy lên trên này mất khoảng 100 dặm. Thế còn ở trên chùa này thì các cụ bàn nhau là cử toàn bộ bà con đi đến các chợ nhặt toàn bộ cái bãi trầu cũ. Xong có một đêm thì họ xây lên cái ngôi đình và họ giải toàn bộ cái bãi trầu vùng quanh. Thế thì đến khi quan xử thì quan bảo lý do gì mà các quan phó lý trong triều lại nhận đất cả mình. Thì nếu các quan không tin các quan lên thăm, thì các quan xử thì lên thăm thì đây toàn bộ bãi trầu các bà con nhân dân đã lên đây tụng kinh niệm Phật rồi thì vạn cảnh chùa đã ăn trầu nhiều năm ở đây rồi nên là có mới có cái bãi trầu như thế này. Thế vua cái người xử lúc đó thì người ta nhìn toàn bộ đúng là bãi trầu rất cũ, thế họ quyết định là cái ngôi chùa là thuộc về Đức Bác, thì cái chuông Thanh Tự ra đời từ đó. Đức Bác là miền đất gắn liền với hát chống quân, một loại hình dân ca độc đáo của huyện Sông Lô nói riêng và tỉnh Vĩnh Phúc nói chung. Theo các nhà nghiên cứu văn hóa dân gian thì nguồn gốc của hát chống quân và những lễ hội liên quan đến loại hình dân ca đặc sắc này đều bắt nguồn từ chính cuộc sống của người dân trên vùng đất này. Trong không gian yên ả, thanh bình của làng quê Đức Bác, những tiếng trống rộn ràng cùng các câu hát của những nam thanh nữ tú làng Đức Bác đối đáp giao duyên với các đào, các kép ở bên kia sông càng làm cho không gian của vùng ven sông Lô như rộng hơn, dài hơn, nhộn nhịp hơn. Chạy bao thăng trầm, hát chống quân hôm nay đã trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Dân ca chống quân Đức Bác đã và đang góp phần làm giàu hơn kho tàng văn học dân gian và nghệ thuật dân tộc, đáp ứng nhu cầu thưởng thức và sáng tạo nghệ thuật của nhân dân. Chống quân Đức Bác thì nó có từ thời Hùng Vương kia. Cứ vào tháng 2, ngày mùng 1, mùng 2 đầu tháng của các năm thì làng mới tổ chức cái lễ hội hát chống quân, hay còn gọi là lễ hội khai xuân cầu đinh. Đấy, mục đích của nó là cầu cho mùa màng tốt tươi, cầu cho con đàn cháu đấu. Và đặc biệt nữa là cái lễ hội khai xuân cầu đinh này nó có một cái chương trình là hát chống quân Đức Bác. Thì có mời các cô đào ở bên Phù Ninh, mà nơi mà các con của vua Hùng đó sang bên này cùng hát với nhau. Người ta gọi là hát chống quân, hát giao duyên với nhau. Bên cạnh dân ca chống quân nổi tiếng, Đức Bác còn lưu giữ trong mình một làng nghề đã tồn tại vài chục năm nay, được nhiều người biết đến, đó chính là nghề trồng hoa cây cảnh. Những năm 90 của thế kỷ trước, người dân Đức Bác đã đưa nghề trồng hoa cây cảnh trở thành một trong những nghề mưu sinh của rất nhiều hộ gia đình. Từ những năm 80-90 của thế kỷ trước thì quê tôi là có một cái nghề rất là đặc sắc, là nghề đi buôn bán hàng xứ gốm Bát Tràng. Thì họ xuống, họ sắm thuyền máy này, ô tô này, rồi các thuyền si. Họ đi dọc hai bờ sông Hồng, sông Đuống, sông Thái Bình. Họ buôn bán và họ đi vào Nam ra Bắc và họ đi cả nước ngoài nữa. Họ buôn cái hàng gốm sứ. Cho mãi đến năm
90, 91 thì họ đến một cái làng nghề rất là trù phú, chuyên trồng hàng hoa cây cảnh này, đó là làng Văn Giang Hưng Yên. Thế thì họ nghiên cứu là cái đất Đức Bác là cái thổ nhưỡng rất là tuyệt vời. Thế họ đem cái giống cây đấy, cây hoa, cây cảnh rồi thì cây bóng mát, họ đem về họ trồng trên đất Đức Bác. Thế từ đó đi làng nghề được phát triển. Phải nói rằng cái nghề hoa phát triển nó đem lại lợi ích kinh tế rất nhiều cho địa phương cũng như bà con xã viên. Đặc biệt là cái nghề hoa cây cảnh này, hàng năm theo cái ước tính của các ngành thống kê của địa phương cũng như tính cách tính thu nhập của địa phương thì nó đóng góp đến 25-30% về GDP cho địa phương. Nếu có dịp đến với huyện Sông Lô, các bạn đừng quên ghé thăm vùng quê Đức Bác thân thiện và mến khách này nhé. Rất nhiều điều thú vị trên vùng đất ven dòng sông Lô huyền thoại này đang chờ đón các bạn đến tìm hiểu và khám phá.